Rồi, ok, hello anh em nhé. Chào mừng anh em trở lại với kênh YouTube của mình nhé. Thì mở đầu clip thì mình sẽ dành khoảng tầm 15 giây mình giới thiệu cho anh em chính là shop nikka.com của mình nhé. Tại shop có bán vàng, bán nick, bán ngọc, bán bộ mặt sau hoàn toàn tự động uy tín nhé. Các vòng quay may mắn này cho anh em tha hồ mà trải nghiệm này. Các vòng quay hoàn toàn là vòng quay có lãi nha anh em, không có chúc bạn may mắn lần sau nha. Bán vàng, bán nick này, nick tầm trung, nick sơ sinh đều có này, nạp thẻ thì không chỉ chiết khấu này. Anh em mua vàng, mua nick, mua ngọc, mua bộ mặt sau thì cứ truy cập vào shop nikka.com của mình nha. Rồi, ok rồi anh em nhé, chào mừng anh em trở lại với clip tiếp theo của mình nhé. Thì đã gọi là khá là lâu rồi mình chưa gọi là ra clip cho anh em ấy. Thì ngày hôm nay mình sẽ gọi là đi ước đổi skill con đệ tử là khá là nghiệp quật của mình ấy. Thì ok, thì ở đây thì mình vứt mấy cái đồ linh tinh vào dương cái đã. Bí clip này, bách đá vụn này, cái trang này. Rồi, ok. Thì hôm nay mình sẽ đi đổi skill của con đệ tử nhà mình nhá. Ok, như anh em thấy ở đây mình đã gọi là có 10 bộ 1 sao nha anh em. Thì ước mình sẽ ước gọi là đến khi nào mà nó ra skill mà khá là ngon ấy. Thì ở đây thì Kame Kaioken rồi nhá. Kame thì khá là ngon nhưng mà Kaioken thì mình thấy hơi cùi nên mình sẽ đi đổi nhá. Ok, ở đây thì 10 bộ này. Đầu tiên mình sẽ gọi dòng thần nha. Thì dạo gần đây thì gọi là bộ 1 sao nó khá là mất giá ấy, nên là không mấy người đi gọi là đổi ước đâu. Ok, thì mình sẽ đi đổi skill nha. Đầu tiên này, bùm, rồi thiếu cô bạn đã thành hiện thực nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ gọi là nặn nào, vãi đài. Ok, thì đây là Masenko với lại tái tạo năng lượng nha. Thì 10 phút nữa mình sẽ đổi tiếp cho anh em xem, để khi nào mà đến gọi là khi nào mà nó ngon thì mình sẽ sau tiếp nào. Ok, mình sẽ đợi 9 phút nữa mình mở tiếp. Rồi, ok, thì sắp gọi là gọi được rồi này. 4 giây nữa này. 1, 2, 3, 4. Bố tiền sử nữa, khốn nạn. Rồi, lại thầy đợi thêm 10 phút nữa. Rồi ạ. Rồi, ok, cuối cùng sau 20 phút mình đã ước lại được điều tiếp theo nhá. Ok, bây giờ thì thay đổi seed đệ tiếp nào. Nãy giờ là bị cái thằng kia nó cướp ấy, nên giờ mình sẽ ước lại nha anh em. Ok này, ở đây là thay đổi skill 23 của đệ tử này. Ok rồi. Thì ở đây đầu tiên nha anh em thấy là cái Atomic Kai. Ok, khốn nạn thế nhỉ. Ok, thì ở đây còn 8 bộ nữa mình sẽ ước tiếp, đến khi nào mà xem có gọi là ra gọi là skill ngon nha anh em. Okay, thì ở đây mình ngồi chờ thôi, chờ thêm 10 phút nữa mình ước tiếp. Thì bộ mặt sau ở trên shop của mình hiện đang bán khá là rẻ cho anh em ấy, nên anh em nào mà có nhu cầu mà mua thì anh em cứ lên ngay shop nikka.com của mình để mà mua nhá. Link mình để dưới gọi là trên màn hình của anh em luôn đấy. Rồi, ok. Thank you.
Rồi, ok, thì đây là bộ cuối cùng nha anh em. Thì 10 bộ đã trôi qua rồi. Thì đây là bộ cuối cùng để xem gọi là có hơn cỡ 9 bộ trước không. Ok. Kame đi mà. Kame. Automic với lại Kaoken. Thì ok, thì trên đây là 10 bộ là bộ 1 sao mình vừa ước xong rồi cho anh em rồi nhá. Thì anh em thấy cái tỷ lệ đó kìa, nó như cái nịt đấy. Thì ok, thì nếu anh em mà thấy hay thì nhớ để lại cho mình một like, một đăng ký kênh nha anh em. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nhá. Bye bye anh em. Rồi ok, còn bây giờ mình sẽ đi chốt cái event gọi là 3k sub cho anh em nhá. Ok này, thì ở đây là cái video gọi là 3k sub mình tặng hai con nick kia cho anh em ấy. Thì hôm nay mình sẽ gọi là đi chốt cái event đây kia. Thì vẫn gọi là chưa đủ là 250 like nhưng mình vẫn chốt cho anh em nhé. Cái ở đây mình sẽ lấy ngẫu nhiên anh em. Đây mình sẽ lấy ngẫu nhiên hết nhá, để tặng cho hai bạn ngẫu nhiên này. Nếu mà anh em nào mà gọi là may mắn thì anh em sẽ nhận được nhá. Ok. Thì ở đây có 240 comment và chỉ 229 comment hợp lệ nhá. Ok này. Ở đây chúc bạn hữu đạo nha, bạn liên hệ Zalo của mình để mà nhận nick nhá. Ok này, nốt bạn nữa này. Lag à? Ok, chúc mừng bạn Phúc Tiến nhé. Bạn liên hệ Zalo của mình để mà nhận nick nha. Thì con nick gọi là sale số 1, số 2 đấy. Thì bạn nào mà may mắn thì bạn sẽ nhận được thôi. Ok, thì đã xong cho anh em rồi nha. Thì anh em nào mà có nhu cầu mà mua nick, mua vàng, mua ngọc, bộ, mua sao thì cứ ghé ngay shop nghèo.com của mình để mà mua nha. Giá hiện tại đang trên shop cực kỳ rẻ cho anh em luôn. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Bye bye anh em.